Và không biết đó là công đoạn đầu tiên để thực hiện món ăn này thì mình sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Để thực hiện món ăn này, đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế cái gân bò ha. Mình cho nó qua đây mình luộc. Để sơ chế cái gân bò này thì mình sẽ luộc cái gân bò với cái nước sôi khoảng 100 độ. Dạ, nước sôi Mình luộc 100 độ. trong 20 phút. Với thời gian là 20 phút. Bây giờ mình trong cái thời gian mình đợi gân bò nó được luộc thì mình cùng thực hiện những công đoạn khác anh nhé. Tiếp theo sau đây thì dùng đập tỏi bầm cho anh đi. Ập tỏi. Dạ rồi, em xin phép em sẽ giúp anh làm phần này. À, để thực hiện cái món gân bò sóc tỏi này thì mình sẽ chọn cái nguyên liệu gân bò cho bên ngoài cho nó rất là láng, À, nó bên không ngoài có bị láng. sần sùi thì khi mà lên món ăn nó sẽ không được đẹp. À, tức là bí quyết chọn gân bò là như thế, và sau khi mà chúng ta vừa hấp với nước xong thì cũng phải để ra cây cây này là cây nước lạnh Cái hay này là là khay, này khay nước lạnh nè. khay nước lạnh bình thường rồi đúng không anh? Nước lạnh bình thường mình để ra để cho cái gân bò nó được giòn và cái gân bò nó trắng hơn. Dạ, mình để vào mình ngâm trong nước này khoảng bao lâu anh? Thì mình ngâm trong nước này khoảng 10 phút cho nó Dạ. mềm, thì xong rồi mình sẽ cắt. Bây giờ xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt lên một gân bò ha. Dạ. Để thực hiện món ăn này thì mình sẽ cắt gân theo cái quân cờ đó. À, theo quân cờ. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo mình làm gì đây anh? Thì bây giờ là mình sẽ xào qua Xào. Dạ rồi. sóc với tỏi nha. Sau đây mình sẽ thực hiện là mình sẽ sóc với tỏi nha. Cho khoảng chừng 10 gram tỏi nha. Cho nó lớn lên thì Tiếp theo là gân tiếp đúng không theo ạ? là khi đợi tỏi vàng thì mình sẽ cho gân bò vào. Dạ. Rồi giờ mình Cho sẽ gân cho bò gân vào. bò vào ha. Trước tiên là mình sẽ nêm gia vị là dầu hào ha. Dầu hào. Đây. Đây, mình nêm dầu hào ha. Một ít dầu hào. Dạ. Dạ. À, hơn một thìa phải không anh? Một thìa Một thìa. Rồi tới hạt nêm. hạt nêm. Hạt nêm Hạt thì nêm khoảng bao nhiêu ạ? nửa thìa. Nửa thìa hạt nêm. Mình sẽ cho tí bột ngọt vào. Bột ngọt đây. Mình xào trong bao lâu anh ha? Nên mình xào trong 2 phút á, xào với Dạ. cái lửa vừa thôi. Lửa vừa, bây giờ là tới lúc lửa vừa. Khi mà gân bò thấm gia vị hết trơn rồi thì mình sẽ Cho tỏi. bỏ một miếng tỏi hơi vào, Dạ. mình sẽ ra luôn, sẽ thành phẩm món ăn ha. Lúc này là em thấy là cái mùi nó đã Thơm. rất là bắt mắt và bắt vị luôn rồi. Cái mùi nó xộc lên mũi làm cho mình khó cưỡng. Giờ mình sẽ Dạ. trang trí, tiếp theo là mình sẽ trang trí ha. Dạ, trang trí lên. Em cảm nhận là nó thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên luôn rồi đó anh.